above and beyond my hopes and all my dreams. Frozen in time, an everlasting scene. Seasons have come and many seasons went, and now at the rainbow's end. Bạn Sophie. À, mình chào bạn Safira. Mình đói bụng quá à, bạn có biết chỗ nào bán đồ ăn ngon không? À, hình như có một cái tiệm bánh ngọt mới mở nè. Chúng ta đi xuống đó xem thử nha. Ok, chúng ta đi thôi. Đi thôi. Xin chào mừng quý khách đã đến với tiệm bánh kem bơ. Bây giờ mình sẽ vào trong để lấy bánh cho quý khách nha. Đây, có bánh rồi đây. Wow, trời ơi, bánh nhìn ngon quá trời luôn. Safira, bạn nhìn xem, nhìn vừa ngon mà còn xinh nữa nè. Ừ, đúng rồi đó, ngon quá trời luôn. Bạn nhìn xem cái bánh này nè. Bánh squishy rất là mềm. Wow, vô cùng chậm tăng luôn. Ừ, mà nói đúng đó, chậm tăng thiệt đó. Cái này mềm quá trời luôn nè. Và mỗi bé còn có một gương mặt khác nhau nữa. Ừ, nhìn dễ thương quá trời luôn. Bé này có hai trái tim nữa chứ. Ở trên đầu của mỗi bé còn có thêm móc gắn chìa khóa nữa. Chúng ta có thể dùng để gắn vào trong cặp sách đi học hay là túi sách, hay là chìa khóa gì cũng được. Đúng là tiện lợi đó. Ừ, bạn nói đúng đó. Trời ơi, ngon quá à, mình muốn ăn ngay bây giờ. Còn hai quay kem này nữa nè. Trời ơi, mềm dễ sợ luôn. Ôi, sao mà nhìn cái gì cũng ngon hết vậy. Mình muốn ăn ngay lập tức quá. Bạn thích màu hồng hay là màu cam? À, mình thích nhất là màu hồng đó. Màu hồng rất là dễ thương. Còn các bạn thích màu gì? Chị Kemper mến chào tất cả các em. Các em ơi, hôm nay thì chị Kemper sẽ không có hướng dẫn cắt nha. Tại vì lúc trước thì chị có làm cây kem rồi và chị cũng đã hướng dẫn rồi. Nên nếu mà các em muốn biết cách cắt cái que kem thì các em hãy vào trong channel của chị để xem nha. Còn cái cắt cái vòng tròn làm móc gắn chìa khóa cũng vậy luôn. Chị cũng đã hướng dẫn cắt vòng tròn rồi, cho nên chị không có quay khúc đó để các em khỏi làm tốn thời gian của các em. Tại vì hôm nay chị Kemper làm tới 5 cái squishy, cho nên chị bỏ qua cái khúc đó để bước vào cái khúc tô màu. Chị thấy các em rất là thích squishy khí, cho nên chị làm squishy khí. Squishy này thì chị không có bỏ kem cậu rau vào nha. Chị dùng keo sữa trực tiếp luôn. Hình như chị thấy là keo sữa ở bên chị thì nó rất là lỏng. Còn chị xem những cái video của các em làm squishy đó thì keo sữa của các em hình như hơi đặc hơn của chị đó. Cho nên các em cho một tí kem cậu rau vào cũng được. Các em cứ làm thì từ từ sẽ có kinh nghiệm thôi nha. Đó, các em thấy không, cái keo sữa của chị nó rất là lỏng các em. Khi mà chị tô vào các em có thể thấy màu trắng luôn đó. Cho nên chị phải tô 3 lớp. Còn các em chị nghĩ chỉ cần tô 2 lớp thôi. Các em nhớ xem hết cái video này nha. Chị có một cái thông báo cho các em. Thông báo về channel Kemper. Bây giờ thì sau khi mà phơi squishy xong rồi thì chị ra ngoài lấy nè. Ở bên chị bây giờ thì nó bớt lạnh rồi,
cũng hơi nắng cho nên phơi nó cũng nhanh khô đó các em. Bé bơ thì rất là thích ra ngoài trời tắm nắng. Bây giờ thì chị Kem Bơ đem vào nhà để tôm thêm một lớp nữa nè. Chị rất là thích màu hồng cho nên chị tô ba cái màu hồng luôn. Còn nếu mà các em thích những cái màu gì khác thì các em tô màu khác nha. Thôi thì bây giờ chị Kem Bơ sẽ thông báo luôn nha. Hôm giờ thì chị Kem Bơ thường làm một đoạn phim hoạt hình bắt đầu. Lúc mà chị làm squishy và chị có hỏi ý kiến các em nhưng và các em rất là thích những cái đoạn phim hoạt hình đó. Cho nên chị Kem Bơ đang viết một kịch bản phim hoạt hình dài tập, không phải một đoạn ngắn mà là bộ phim hoạt hình dài tập luôn các em. Và cái bộ phim hoạt hình này thì chị Kem Bơ viết về thần thoại Hy Lạp. Bộ phim hoạt hình này chị Kem Bơ đặt là Học viện 12 cung hoàng đạo. Cái bộ phim hoạt hình này thì chị sẽ chiếu vào, chị sẽ đăng video một tuần, chị sẽ đăng một video vào thứ bảy hàng tuần với các em. Những cái ngày thường thì chị sẽ đăng những cái video thường như là làm squishy, làm đồ chơi, nấu ăn. Còn thứ bảy thì chị Kimber sẽ đăng một tập phim hoạt hình Học viện 12 cung hoàng đạo, hoạt hình búp bê đó các em. Chị thấy các em rất là thích những cái phim hoạt hình búp bê đó cho nên chị viết một kịch bản luôn. Chị viết chưa có xong nhưng mà chị viết được khoảng vài bài tập thôi. Nếu mà các em thích nữa thì chị Kimber sẽ viết thêm vậy đó. Nếu mà các em nào theo dõi channel của chị lâu rồi thì các em biết là ngày nào cũng vậy. Vào 4 giờ chiều thì chị Kimber sẽ đăng một cái video. 4 giờ chiều nào cũng vậy thì chị cũng sẽ đăng một cái hết cho nên các em không có cần thông báo, cứ mỗi 4 giờ chiều thì các em vào là sẽ có một video mới ngay. Nhưng mà bây giờ thì ngày thứ bảy chị Kemper sẽ không có đăng những cái video thường mà chị Kemper sẽ đăng một tập phim hoạt hình vậy đó. Từ bây giờ cho tới thứ bảy tuần này là ngày tháng 6 ngày 10 4 giờ chiều nha các em. Bây giờ chị Kemper sẽ tóm tắt lại là tất cả các ngày trong tuần từ thứ hai cho tới thứ sáu thì chị Kemper sẽ đăng những video bình thường vào lúc 4 giờ chiều. Còn thứ bảy thì chị Kemper sẽ đăng một tập phim hoạt hình 12 cung hoàng đạo cũng vào 4 giờ chiều luôn. Còn chủ nhật thì tiếp tục những cái video bình thường khác. Cho nên các em cứ nhớ lịch trình như vậy nha. Và từ bây giờ cho tới thứ bảy thì ngày nào chị Kemper đăng video lên thì chị Kemper cũng sẽ thông báo cho các em nha. Cho nên nếu mà các em nghe thông báo rồi thì các em cũng kiên nhẫn tại vì có những bạn khác chưa có nghe thì ngày nào chị cũng sẽ thông báo khi mà chị làm video để cho những bạn khác biết nha các em. Ok, bây giờ chúng ta trở lại với cái video này nha. Nãy giờ chị thông báo cũng hơi lâu rồi. Bây giờ chị đang làm gì nhỉ? Bây giờ chị đang vẽ mặt cho những cái bé squishy này nè. Hôm nay chị Kemper hơi mệt cho nên chị nói cũng hơi mệt. Hôm giờ thì chúng ta làm squishy trái cây rất là nhiều. Cho nên bây giờ chị Kemper chuyển qua làm squishy bánh ngọt. Nếu mà các em thích những cái squishy bánh ngọt nữa thì các em hãy để dưới comment cho chị Kemper biết nha. Thôi bây giờ thì chị Kemper không nói nữa tại vì chị Kemper cũng
Hơi khan tiếng rồi. Bây giờ chị Kimber sẽ bật nhạc lên cho các em nghe nha. Các em nhớ cho chị Kimber một like thật to. Ok, chị Kimber tạm biệt các em, yêu các em rất là nhiều. Chị Kimber vẫn còn ở đây, nhưng mà yêu các em rất là nhiều nha. Chị Kimber bật nhạc lên đây. And all my dreams, frozen in time, an everlasting scene. Seasons have come and many seasons went, and now at the rainbow's end. You bring the sun, a smile to my